Người khôn ngoan bớt nói ba điều mới tránh tai họa. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, khi nói chuyện với người khác, một người khôn ngoan chân chính luôn nói hai phần và giữ lại cho mình một phần. Cho dù mối quan hệ với đối phương có tốt đến đâu, anh ta cũng sẽ chú ý đến hoàn cảnh và biết chừng mực. Chỉ cần đó là điều không nên nói, anh ta đều sẽ không nói. Khi nói chuyện với người khác, một người khôn ngoan thực sự biết cách nói ít hơn về ba điều này. Cùng nghe và ngẫm nhé. Thứ nhất, nói ít hơn về thành tích của bản thân. Chúng ta thường thấy những con người thông minh luôn luôn khiêm tốn. Họ rất ít khi nói về những thành tích của họ, bởi vì họ luôn hiểu đạo lý này: cây cao thì đón gió lớn. Người càng thể hiện mình thông minh hơn người thì chỉ có rước thiệt vào thân. Thể hiện năng lực bản thân không phải là sai, mà chúng ta nên biết cách thể hiện như thế nào cho nó hợp lý để đạt được hiệu quả cao nhất. Ví dụ, tại những thời điểm cần thể hiện tài năng, chứng minh khả năng của bản thân, thì chúng ta nên chủ động chứng minh năng lực của mình. Như vậy, chúng ta mới nhận ra được nhiều cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, một số người lại lợi dụng những hành động này, biến chúng thành những hành động mang tính khoe khoang, phô trương vô bổ, thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Họ nghĩ rằng làm như vậy thì mọi người sẽ công nhận họ. Nhưng thực tế cho thấy điều này chỉ khiến mọi người xung quanh chán ghét họ mà thôi. Đối với một người luôn muốn so bì cao thấp với người khác, cho dù bạn không so sánh với anh ta cũng sẽ chủ động so sánh với bạn. Nếu bạn giỏi hơn anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái và bắt đầu nhắm vào bạn, làm khó dễ bạn, hoặc có thể bôi nhọ danh dự của bạn. Vì vậy, bạn phải luôn cẩn thận khi giao tiếp với người khác và khiêm tốn luôn là cách tốt nhất cho bạn. Điều thứ hai, ít nói chuyện riêng tư của gia đình. Chúng ta vẫn thường nói, đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Và chuyện gia đình cũng như vậy. Những gì không tốt của gia đình thì nên giữ lại, không cần công khai cho mọi người cùng biết. Bạn có thể nghĩ rằng kể cho họ nghe về gia đình bạn chính là cách để hai người xích lại gần nhau hơn, thân thiết hơn. Nhưng trên thực tế, khi bạn kể về gia cảnh của bạn, kể về những biến cố trong gia đình bạn, bạn mong muốn họ nói những gì? Bạn phải nhớ, trên đời này không có sự đồng cảm thực sự. Người khác sẽ không bao giờ hiểu hết những ủy khuất và nỗi đau mà bạn đã chịu đựng và trải qua. Bạn đừng nghĩ rằng tình cảm giữa hai người thân thiết thì có thể kể hết mọi chuyện trong nhà cho đối phương nghe. Vì bạn mãi mãi sẽ không biết khi bạn kể khổ, đối phương đang không kiên nhẫn bao nhiêu và chuyện nhà bạn sau đó đã được biên thành bao nhiêu phiên bản khác nhau rồi, truyền đến tai của biết bao nhiêu người. Họ sẽ ở sau lưng bạn giễu cợt, đàm tiếu, nói xấu bạn, bôi nhọ danh dự của cả bạn và gia đình bạn. Suy cho cùng, tất cả những cơ hội có thể làm tổn thương bạn đều do chính bạn trao cho người khác mà thôi. Vì vậy, khi giao tiếp cùng người khác, dù thân hay không thân, chúng ta vẫn nên ít nói đến những chuyện riêng trong gia đình. Thứ ba là ít nói về tiền tài của bản thân. Người khôn ngoan chân chính là người ít nói đến tiền của mình khi nói chuyện với người khác. Dù có nhiều tiền đến đâu cũng phải ôm trong bụng và dùng để sống cuộc sống của chính mình. Tình cảm là thứ vô dụng nhất khi đứng trước bản chất con người. Đại đa số con người chúng ta đều có tư lợi và sẽ làm bất cứ điều gì, bất chấp đạo đức, bất chấp tình cảm giữa người với người để đạt được mục đích, thu cái lợi ấy về trong tay của mình. Trong cuộc sống này, bạn phải hiểu một điều: không phải ai gặp cũng có thể trở thành bạn của bạn. Không phải cứ đối xử chân thành với người ta thì họ sẽ đối xử tốt với mình. Và không phải ai cũng biết ơn bạn khi bạn giúp đỡ họ. Trong nhiều trường hợp, tiền bạc còn hấp dẫn hơn tình cảm giữa người với người. Tóm lại,
Nếu như bạn muốn trở thành người thông minh thực sự thì hãy nhớ kỹ 3 điều này khi nói chuyện với người khác. Bởi vì khi người khác biết càng ít về những chuyện riêng tư của bạn, bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, con người hay nói liến thoắng thường có tính cách phù phiếm, thiếu suy nghĩ và bộp chộp. Họ chỉ chú ý nói cho xong vấn đề. Do đó, lời nói thường tối nghĩa hoặc vô nghĩa, dễ làm người nghe khó chịu. Khi một người có 3 cách nói sau đây như câu cửa miệng, thì tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc nhiều vì gần mực thì đen. Thứ nhất, những người hay nói xấu, chê bai. Xung quanh chúng ta sẽ luôn có một vài người mang đặc điểm như thế này. Khi bạn đang xem một bộ phim, cô ấy đi qua nhìn thấy sẽ bảo rằng: "Làm sao bạn có thể xem bộ phim này được nhỉ? Nó quá chán và lãng phí thời gian. Diễn viên thì đơ, nội dung thì nhạt toẹt." Khi bạn mua một chiếc váy mới, cô ấy liếc nhìn nó và bắt đầu hỏi: "Bạn mua cái váy này ở đâu vậy? Sao tốn kém thế? Nhìn nó chẳng hợp với bạn gì cả." Khi mà bạn đang phấn khích và nói chuyện cởi mở, họ sẽ rội gáo nước lạnh. Khi mà bạn vui vẻ và muốn sẻ chia, họ sẽ làm xáo trộn tâm trạng của bạn bằng những lời chê bai, gắt gỏng. Những lời nói như vậy thường núp dưới vỏ bọc thẳng thắn, chân thành. Nhưng thực chất, chỉ có người nào EQ thấp mới lặp đi lặp lại những điều này. Trong cuộc trò chuyện, nếu một người bạn hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của bạn, hoặc thậm chí làm tổn thương cảm xúc của bạn nhiều lần, hãy tránh xa càng sớm càng tốt. Thứ hai là, những người hay phát tán năng lượng tiêu cực. Khi đối mặt với những điều khó khăn, bất lợi trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường than phiền với bạn bè, mọi người xung quanh như một cách làm giảm áp lực và stress trong lòng. Tuy vậy, than phiền vài lần thì mọi người còn có thể sẻ chia. Nếu lúc nào cũng than, sáng ra thì than tắc thang máy, chiều về thì than tắc đường, trời nắng thì than nóng, trời mưa thì than bẩn thỉu, bạn sẽ chỉ đem tới những cảm xúc khó chịu cho người nghe xung quanh. Có rất nhiều điều xảy ra hàng ngày và không ai có thể thuận lợi 100%. Song người khác không phải là thùng rác để bạn trút nỗi bực tức vào liên tục. Những kẻ than phiền, tức giận và gắt gỏng liên tục giống như một cỗ máy phát tán năng lượng tiêu cực, liên tục gửi cho người xung quanh những tin tức xấu và lan tỏa tâm trạng tồi tệ mỗi ngày. Điều này sẽ khiến mọi người đều không vui và làm ảnh hưởng tới tâm trạng cuộc sống. Đời người ai chẳng có nỗi khổ riêng. Điều quan trọng là thái độ sống. Cuộc sống giống như một tấm gương. Chúng ta nhìn nó với một thái độ lạc quan, rồi sẽ có nhiều thứ trở nên khác biệt. Một người khôn ngoan, biết cách tự quản lý cảm xúc, đối mặt và xử lý sự khó chịu bằng chính sự lạc quan. Một người thực sự tốt với bạn sẽ gửi cho bạn một nụ cười và năng lượng tích cực. Còn những ai chỉ thích truyền năng lượng tiêu cực cho bạn suốt cả ngày thì hãy tránh xa. Thứ ba là, những người nói dối như vẹm. Có những người thích khoe khoang, thể hiện, hứa suông nhưng lại không giữ lời. Họ coi lời nói của mình như một cơn gió thoảng, không có trọng lượng, cũng không có trách nhiệm với những gì đã nói ra. Trong những lời mà người đó nói, bạn không biết câu nào là đúng và câu nào là sai. Càng không biết nên đặt niềm tin vào điều gì. Cho dù những lời nói đó đôi khi xuất phát từ lòng bông đùa, nhưng cũng có thể để lại những tác hại lớn. Bạn bè với nhau có thể giữ bí mật nhỏ của riêng mình, nhưng không thể có quá nhiều lừa dối. Nếu một người từ chối thể hiện sự chân thành của mình, thì bạn không cần phải đối xử chân thành với họ, bởi vì chân thành là nền tảng căn bản nhất của giao tiếp. Những người luôn miệng dối trá thì rất khó để trao niềm tin. Có thể thấy, lời nói bộc lộ khí chất của một người, đồng thời cũng bộc lộ tính cách mà họ muốn che giấu bên trong. Người khôn ngoan cần học cách phân biệt cẩn thận, đồng hành với lòng tốt và bước đi với trí tuệ để lựa chọn những người bạn thật sự chân thành. Vì suy cho cùng, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Chúng ta càng tiếp xúc với những người sáng lạn như đèn thì mới càng có thể học hỏi, phát triển bản thân. Có 4 người bạn đáng được trân trọng trong cuộc sống. Người đánh giá cao bạn, biết cách an ủi bạn và giúp đỡ khi bạn thất vọng. Người tích cực, người luôn bên bạn và động viên khi bạn đối mặt với khó khăn. Người bản lĩnh sẽ dẫn dắt bạn, tình nguyện đưa tay kéo bạn vượt qua bùn lầy và sương mù. Người bạn sẵn sàng chỉ trích, luôn nhắc nhở và giám sát bạn để bạn tìm ra những khuyết điểm của bản thân. Nếu gặp được 4 kiểu người này trên đời, hãy trân trọng họ.